Đối với anh Cao Văn Chiến, được trao tặng chiếc xe mới sẽ giúp anh vơi bớt đi nỗi nhọc nhằn trên những cuốc xe ôm vốn đã quá vất vả trong thời buổi dịch bệnh, vật giá leo thang. Trước đây tôi chạy cái xe cũ, đến nay hư, khách gọi cái tôi chạy gần tới nơi thì người ta thấy xe cũ quá người ta lại hủy. Giờ có xe mới thì tôi cũng cố gắng làm hàng ngày hàng giờ để tôi chạy được kiếm tiền để nuôi con ăn học, rồi lo cuộc sống gia đình để thoát nghèo. Còn với bà Lê Thị Thanh Mai, có được chiếc máy may từ chương trình là niềm khích lệ, động viên lớn, giúp bà có thêm điều kiện mưu sinh, chăm lo cho gia đình khi mà sức khỏe không còn tốt. Khi tôi nhận được cái máy may, được hỗ trợ cái máy may mới là tôi rất mừng, để tôi có một cái việc sống hàng ngày. Trao cần câu hơn con cá, ngoài phương tiện sinh kế, túi an sinh được trao tặng trong chương trình này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 7 còn hỗ trợ việc làm, điều kiện học tập và chăm sóc sức khỏe cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn quận. Về phía quận ủy cũng đã chỉ đạo cho cả hệ thống chính trị là cùng chúng ta phối hợp thông qua cái việc khảo sát cái điều kiện nhu cầu cuộc sống của người dân và tạo điều kiện để người dân có cái nguồn thu nhập. Và đây cũng là những cái biện pháp mà hiện nay là quận 7 cũng đã triển khai và đang thực hiện để làm sao là tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất là hỗ trợ cùng với người nghèo, hộ cận nghèo để mà vươn lên thoát nghèo trong năm 2022. Kính thưa quý vị, với những món quà thiết thực chăm lo cho hộ nghèo và hộ cận nghèo, tạo điều kiện cho họ phát triển cũng như là ổn định cuộc sống, từ đó góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của quận và thành phố.